Dạ đúng rồi, em suy nghĩ là đoạn chi là nó sẽ giảm lại cho mình là 60-70% đau nhất Hết đau luôn á, hết luôn à? hết luôn á. Tại vì chị cũng là một phụ huynh nuôi con ung thư, Dạ. con của chị là ung thư máu. Chị cũng vậy nữa, cố gắng lên. Bây giờ giả sử chị có buồn, chị có khóc lóc đi chăng nữa, có giải quyết được cái gì không? Không giải quyết được gì hết. Mà lúc đó chị sẽ không khỏe thì chị sẽ không có lo được cho con chị. Cái người mà để con chị dựa dẫm là chị đó. Chị là người đầu tàu để cho con mình nó bám víu, cho nên mình cần phải mạnh mẽ lên nha. Ngày xưa đó em cũng khóc dữ lắm. Thì bác sĩ có nói là cho uống sẹt thì chị bác sĩ nói với nó thôi. Nhưng mà theo cô nghĩ À, có khả năng xẹp không? không, cô nghĩ là không bao giờ sẹp, chỉ là đoạn cái chân nó ra thì nó hết cái khúc đó thôi. Tại vì bây giờ nó đã hoại tử, nó đã ăn ở trỏng rồi. Dạ. Ăn thử nó luôn như vậy. Nó xuống thế giới này là nó bự gì mà. Em nhỏ xin kính chào cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt tại khoa chăm sóc giảm nhẹ để đến thăm Nghĩa. Dạo gần đây thì em nhỏ chia sẻ về trường hợp của Nghĩa thì có rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm cũng như là điện về kênh hỏi thăm đến Nghĩa. Thì hôm nay em nhỏ có mặt tại cái phòng của Nghĩa. Thứ nhất là để thông báo cho cô chú anh chị về tình hình của Nghĩa và cũng như có những cái diễn biến bất ngờ về cái chân của Nghĩa. Chị cứ đi ạ, chị đi phát thì chị quay lại ha chị ha. Dạ. Và thứ nhất là cái tình hình về cái chân của Nghĩa có những cái diễn biến mới, và thứ hai nữa là những cái quyết định của gia đình đó, và cái thứ ba là em nhỏ đại diện cho một số mạnh thường quân gửi đến Nghĩa một khoản tiền. Thì em nhỏ nghĩ thì chắc gia đình Nghĩa nhận thì cũng rất là vui. Cô vô đây cô. Nghĩa cứ cứ tiểu đi không sao đâu. Sao anh thấy Nghĩa có vẻ ốm vậy ta? Dạ. Không ăn được hả Nghĩa? Ít lắm anh ơi. Rồi ngủ không được đúng không? Anh thấy hốc hác quá kìa. Không ngủ ngủ được, em mới ngủ dậy nên nhìn cái em chao chao vậy á. À. Đây là em Nghĩa hả? Dạ. Rồi Nghĩa ở đây rồi, có thấy trong người sao rồi? Nói anh với cô chú anh chị biết được không? Người em khỏe cũng 50-60% á. Là khỏe hơn anh lúc anh vào ha. Dạ đúng rồi. Ủa sao anh thấy cái chân bên này nó sưng lên nè? Sưng nó ố gì chứ không có gì á. Cái chân còn lại á. Chân còn lại đó. Sưng Là hiện tại là Nghĩa vẫn đang vô thuốc và uống thuốc chứ hả? dạ uống Rồi Nghĩa có thể chia sẻ cho anh về cái tay đâu, cái tay Nghĩa bên kia đâu? tay về đất biển giờ nó rút ra Cái tay này sao rồi Nghĩa? Tay này nó xẹp bớt nó anh ơi. no từ đây trong đây nè, giờ nó ra còn như vậy nè, Hôm qua nó sưng lên dữ lắm. Nó chảy Dạ, ra dạ. Rồi nước biển nó cứ chảy ra. Rồi là nó chảy ra đường kê lên cao cao vậy nè, cái nó chảy ra cái đường mà vô vô kim nó tự chảy ra. là bây giờ không có vô được bằng đường kim được. Dạ không, tại vì nó sưng quá đâu có còn thấy mạch thấy gì đâu. Không còn thấy ven nữa ha. Dạ không còn thấy ven thấy gì hết trơn, đâu có vô kim kim kim
tiêm thuốc vô được. Rồi bác giờ sĩ là bác sĩ chuyển qua đường uống. Là một ngày uống mấy lần vậy? 3 lần. Là thành cái viên thuốc hả? Dạ. Cũng như tiêm thuốc thì 2 lần, uống thì 3 lần. Tiêm thì sáng một ống kháng sinh, chiều ống kháng sinh. Còn chuyển qua đường uống thì 3 lần, mỗi lần 2 viên. Còn cái chân trái của Nghĩa đỡ không? Chân trái thì cũng đau vậy đó anh ơi. Nó có còn xì mũ không Nghĩa? Còn xì mũ không? Còn. Còn nhưng mà kiểu như nó vết thương thấy nó hơi khô lại. Nó hơi khô lại chứ nó không có giống như bữa hổm nữa. Nó vẫn còn làm em đau nhất không? Còn đau nhất nhiều, đau nhất thì cũng vậy á. Nhưng có một phần nó hơi, bên đây nó hơi lỡ lét. Lỡ là lỡ ở đâu? Phần vết thương phần dưới. Rồi à, Nghĩa cho anh với cô chú biết, anh chị biết là bác sĩ đã nói gì về cái tình trạng của Nghĩa rồi? À, là không có cắt chi được. Chỉ điều trị cho nó xẹp chân xuống. Bằng cách nào? Bằng cách nào mà nó xẹp xuống? Bác sĩ nói với em á. À, bác sĩ chỉ nói cho mình biết biết như vậy. À. Chứ chưa ra liệu trình là điều trị bằng cách nào. Mình đi vệ sinh nó khó khăn lắm hả Nghĩa? Dạ, nó bị gắt lắm. Nó sao? Nó đi nó gắt lắm. Mỗi lần đi vậy đôi khi 10 phút, 15 phút, có khi nửa tiếng không chừng nó, nhưng mà ít lắm. Nó gắt lắm. Rồi. Nhưng mà phải gán đi, không đi chịu không được. Không đi nó đau cái gì á, nó đau dữ lắm. Hồi nãy Nghĩa nói là bác sĩ nói là không thể đoạn được đúng không? Dạ, không đoạn được. Rồi bây giờ phải uống thuốc cho nó xẹp. Uống rồi. Đó là theo lời bác sĩ nói. Uống thuốc rồi vô nước vậy đó. Rồi bác sĩ sẽ cố gắng giúp cái phần đó cho nó xẹp xuống cho mình. Rồi còn vết thương teo lại. Còn về cá nhân của Nghĩa thì Nghĩa muốn đoạn sớm hả? Đúng rồi, nhưng mà đoạn không được. Nhưng mà không được ha. Thì hôm nay anh có dẫn một cái chị tới đây. Ở cái chị đó là cũng biết nhiều về cái bệnh ung thư. Dạ. Anh nhờ chị đó giúp đỡ anh, thứ nhất là động viên gia đình em. Thứ hai nữa là chị có những cái ăn uống á, chị biết, nói chung chị tiếp xúc nhiều hơn những người khác, chị biết hiểu rõ hơn. Dạ. Cái gì thì đây chị tới rồi đây, thì anh sẽ nói chuyện với chị ha. Chắc còn hỏi thăm em nữa nha. Đó, như anh nói với Nghĩa là hôm nay anh có cái chị theo để tư vấn cũng như là động viên gia đình đó ha. Và cái chị này thì chắc cũng chị Bình, nhiều cô chú anh chị cũng đã quen trên kênh GoFood. Là chị là quản lý một ngôi nhà không đồng ở sau lưng bệnh viện ung bướu á. Dạ. Chị hôm nay bạn Nghĩa này nè, cũng nhỏ hơn em, là bạn bị cái ung thư xương nè. Nhưng mà bác sĩ lại nói bây giờ thời điểm chưa có đoạn được, nó phải cần vô thuốc. Với lại như chị nhờ chị đến đây cũng như là động viên Nghĩa, với lại là ăn uống rồi sao chị, tại vì chị biết rành rõ hơn em, chị tiếp xúc nhiều bệnh nhân hơn, chị rõ hơn. Dạ, em nhờ chị xíu nha. Chị chào em. Dạ, chào chị. Em chắc nhỏ tuổi hơn chị rồi. Chị 43 tuổi rồi. Dạ, em mới 28 mà chị em nhỏ. Em tên Nghĩa. Chị hỏi thăm nè, Nghĩa có đau nhức gì không cưng? Có gì.
Và khi đau nhất vậy bác sĩ có cho mình uống thuốc không? Có, qua cách 4 tiếng là uống giảm đau một lần. Sao chị hỏi thăm nè, sao ốm quá nè, không ăn được hay sao? Dạ ăn ít lắm chị ơi, mà em cố gắng ăn một ngày 4 cử, 5 cử cũng có. Rồi có khi 3 cử cũng có. Rồi em uống uống sữa hộp á. Uống sữa hộp thêm. Rồi nước yến à. Thì nói chung là tình trạng của em á, theo chị thấy như thời điểm hôm nay á, chắc lâu lắm rồi em mới đi điều trị bệnh đúng không? Dạ không, em đi liền luôn mà tại vô quá trị. Vô quá trị em bị ốm, ăn uống không được, bị ốm luôn. Gắng ăn uống vô, em phải gắng ăn uống vô, giống như là ăn nhiều bữa nè, mình ăn không được thì mình chia ra nhiều bữa, rồi uống sinh tố, nước ép trái cây, rồi ăn sữa chua, da ua, uống sữa đồ vô để ăn chi phải không? Có sức khỏe thì mình sẽ đoạn chi này được, thì em sẽ không còn đau nhức nữa, biết không? Dạ. Cái khối u này nó sẽ làm cho em đau vậy đó. Dạ. Nhưng mà khi mà mình ăn uống có sức khỏe rồi mình đoạn chi là nó hết đau à? Dạ đúng rồi, em suy nghĩ là đoạn chi là nó sẽ giảm lại cho mình là 60-70% đau nhức. Hết đau luôn á. Hết luôn à? Hết luôn á. Tại vì chị cũng là một phụ huynh nuôi con ung thư. Dạ. Con của chị là ung thư máu. Mà điều trị ở cái bệnh viện này á, thì nó cũng 6 năm mấy rồi. Dạ. Thì chị tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân, trong đó cũng có là ung thư xương. Thì đối với các bé bệnh nhi á, thì có một số cũng giống như em vậy đó. Mới ban đầu nó cũng đau nhức đồ dữ lắm luôn. Nhưng mà khi mà nó già quá chị, rồi sức khỏe nó có đó, đoạn chi xong rồi á, là nó trở lại bình thường, nó không còn đau nhức nữa, nó chạy nhảy vui chơi đồ dễ thương lắm. Cho nên là quan trọng là em phải có sức khỏe thì bác sĩ mới tiến hành là đoạn chi được. Dạ. Cho nên là em phải gán ăn uống nhiều lên, lạc quan lên. Dạ. Con của chị bị ung thư nhưng mà đã điều trị là được gần 7 năm rồi đó. Dạ. Bé nó khỏe mạnh, cho nên là mình á, mình phải vui vẻ đón nhận. Ông trời, nói chung mình thường hay nói cái câu là trời kêu ai nấy dạ đó. Mình đâu muốn mình bệnh vậy đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là trời kêu ai nấy dạ, cho nên là thôi mình đón nhận. Thì mình cố gắng vui vẻ, lạc quan lên, rồi ăn uống lên cho có sức khỏe để mình tiếp tục. Chứ để còn em cứ như vậy hoài thì tội nghiệp mẹ lắm. Dạ đúng rồi. Còn cái con nhỏ nữa chị. Đứa con nhỏ mới 6 tuổi. Vậy luôn ha. Phải cố gắng lên. Bao nhiêu người thân đang chờ đợi mình. Cho nên là em hãy tích cực, cố gắng tích cực. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Em gắng cố gắng em ăn lắm. Nhưng mà em ăn cái không có ngon. Cũng có mùi vị, đúng rồi, không có ngon, không có, có cũng có mùi vị nhưng mà ăn cái tới một cái khoảng cái mức nào đó. Cái nó ủa nhợn làm cho mình ói, nhưng mà em không có ói. Chị á, bản thân chị á, thì chưa có trường hợp giống như em. Dạ. Nhưng mà ngày xưa lúc mà chị bị dịch Covid á, mà thời điểm đó chị chưa được tiêm mũi nào mà dạ, chị bị dính dịch, chị phải bị đưa đi cách ly á. Trời ơi, em thấy ăn uống không có một chút mùi vị, ăn vô giống như là mình đang ăn khúc cây khúc củi vậy đó, nói thiệt luôn á. Nhưng mà vì như thế nào mà mình phải cố gắng, vì gia đình, vì chồng, vì con, vì ba mẹ mình và bao nhiêu người đang chờ đợi mình, cho nên là cố gắng. Dạ. Thức ăn đó là giống như là cái thuốc bổ rất là tốt cho cơ thể của mình. Cho nên là mọi chuyện em cần phải như vậy nha Nghĩa ha. Tương lai em còn rất là dài, mới có 28 tuổi mà. Dạ. Cố gắng lên em. Em cũng biết là đâu có cái thuốc hay là bất cứ cái đồ bổ nào mà bằng mình ăn đâu. Đúng rồi. Không có thuốc bổ hay là này kia đồ cho mình sức khỏe được bằng ăn uống hết.
Mình đi điều trị bệnh á, là mình nhờ bác sĩ điều trị là một chuyện. Dạ. Rồi kế đó là mình cần hỗ trợ là ăn uống, đó là một cái điều thiết yếu. Em biết là chỉ là ăn là mau khỏe nhất. Em gán hôm 2-3 hôm nay em gán ăn dữ lắm. Dạ, dạ nghĩa không tin, nghĩa là để ý đi. Giống như hôm nay em ăn không uống không được nè, cái em bỏ ăn. Ngày hôm sau là em sẽ cảm thấy cơ thể của em rất là mệt. Dạ. Đuối, rất là mệt. Em hôm nay 2 ngày nay cái em gán, không có biết đói, không có biết gì hết. Nhưng mà cái em kêu mẹ múc múc cho em cái gì đó, một miếng em ăn đi. Nhưng mà thường ăn cái cử ăn được 10 muỗng. Cái này em ăn có 4-5 muỗng cái em nghỉ. Cái lâu lâu em kêu mẹ lấy cho hũ yến vậy đó uống. Uống xiêm. Gán vậy đó để cho nó quen cái bụng mà. Bàn tay em sao vậy? Dạ bị đứt gân rồi, nó bị rút đi luôn. Nó bị gì? Đứt gân. Em té vô cửa kiến nè. Ờ. Nè nè. Vừa kiếm. Rồi sao hôm nay nó bị bầm hết vậy? Mấy cái bầm lấy này. Ven đó hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Chỗ này cũng lấy ven đó. Cháy ven đó. Dạ. Ừ. Chị, đây đó. Cái ý kiến của Nghĩa là muốn là động càng nhanh càng tốt. Ừ. Không có sức khỏe thì đâu có động nhanh được. Đúng rồi. Em có sức khỏe thì bác sĩ mới làm được cái chuyện này chứ. Bác sĩ lại báo cho em là không có đoạn được. Nhưng mà em suy nghĩ họ không có đâu. Em sẽ gán ăn uống vô, em có sức khỏe là bác sĩ thấy tốt rồi, bác sĩ sẽ có thể là làm được. Đúng rồi. Làm được. Em có sức khỏe là bác sĩ sẽ làm được. Dạ. Còn bây giờ em không có sức khỏe mà làm sao mà đưa em lên trên cái bàn mổ mà để làm như vậy được. Dạ. Ừ. Nghĩa có suy nghĩ vậy là đúng á. Dạ. Em gán ở này em thấy em sức khỏe em nó đỡ được chút. Ừ. Mà tự nhiên cái tay em nó bị sưng lên. Ừ. Trời chụp này em tiếc cái ghê luôn. Tiếc ghê. Không có chuyện nước được. Uống thuốc đâu có bằng chuyện nước. Ừ. Rồi không có mạch để vô. Hai tay luôn. Ừ. Hai tay luôn không có luôn. Rồi em mới gán em làm cách nào cho nó xẹp. Hồi đó Nghĩa bao nhiêu ký em? 60. Ừ. Chắc đẹp trai dữ lắm luôn á nha. Cũng ờ rất đẹp trai dữ lắm luôn á nha. Cho nên gắng cố gắng điều trị bệnh lên nha. Có những chuyện mình gặp phải như vậy, nhưng đôi khi á là sẽ có kỳ tích. Ha, Nghĩa cứ nghĩ gì đi. Trong những cái kỳ tích đó là mình sẽ được người may mắn trong đó. Ừ, mạnh mẽ cố gắng lên nha cưng. Ừ. Chị cũng vậy nữa. Cố gắng lên. Bây giờ giả sử chị có buồn, chị có khóc lóc đi chăng nữa, có giải quyết được gì không? Không giải quyết được gì hết. Mà lúc đó chị sẽ không khỏe, thì chị sẽ không có lo được cho con chị. Cái người mà để con chị dựa dẫm là chị đó. Chị là người đầu tàu để cho con mình nó bám víu, cho nên mình cần phải mạnh mẽ lên nha. Ngày xưa đó em cũng khóc dữ lắm. Nói chung là ai mà nói gì tới con em đó là nước mắt lưng tròng vậy đó. Nhưng mà không, khóc không giải quyết được gì, chỉ tổn hại sức khỏe của mình thôi. Bây giờ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mình có sức khỏe thì mình mới chăm được con mình nha. Sao? Rớt cái cục. Không có rớt đâu em. Có thương mẹ không? Mẹ thấy thương không? Thấy không? Thương mẹ thì cố gắng. Hiện nay là khổ mẹ nhất. Ừ. Đó nhận ha. Anh chạy nhìn ha. Dạ. Mình là người kinh ha. Người like. Người comment. À, người, người like. Dạ. Cha thì người không biết mẹ là gì. Chị có được mấy người con? Hai đứa à, không nghĩ đến thằng em. À. Rồi ông xã chị làm gì chị ha? Ổng cũng đi làm thuê xong rồi hai đứa cũng thôi một mấy năm nè. Ờ, à, dạ. Ừ. Nhưng mà sau khi biết tin con bệnh á, ừ, là hai người kết nối lại để mình chăm sóc cho mình. Ờ, à, cũng tốt ha. Dạ. Ừ.
Rồi ba Nghĩa có gia đình khác chưa chị? Có từ từ ngày thôi đó là có. Tính đâu nếu mà ông chưa có thì hai người gá lại với nhau cùng lo cho con. Em tối ngày vậy đó, em mà biết được hoàn cảnh ai mà vợ chồng ly dị với nhau mà chưa có ai có lập gia đình á, lúc nào em cũng muốn hàn gắn lại dân á, đừng để lo cho con. À, thôi anh, đó là những cái lời động viên của cái chị. Cái chị này là cũng hiểu biết nhiều về cái bệnh ung thư. Nãy giờ chị có nghe không? Có. Em cũng có con bị ung thư. Nghe nghe. Dạ. Cho nên là chúng ta cùng cố gắng chị ha. Hãy đón nhận và cố gắng. Bác sĩ cũng khuyên cũng như nó gắng ăn uống được cái gì cũng ăn uống. Dạ. Nhưng mà giờ thì sức khỏe thì không thể động được. Dạ. Còn nữa không? Gắng nhanh nhanh ăn uống nhanh nhanh. Dạ. Để cho mình có sức khỏe đoạn chi sớm cho em đừng có đau đớn nữa. Rồi mất chị khoảng 10 ngày không ạ? Mình đạn lưỡi. Không ăn được. Không ăn được luôn, đạn lưỡi. Nghe cơm như là đau. Chỉ ăn cháo không. Ăn cháo mà cháo thịt bằm ăn đâu được đâu đau. Ăn toàn cháo gối không anh nhỏ. Anh nhỏ vô anh nhỏ có thấy ăn toàn cháo gối không? Chỉ nửa gối, ăn một lần được nửa gối. Rồi lần sau ăn nửa gối nữa. Ngày đêm với em ăn toàn cháo không? Rồi uống trà đường thêm này kia. Chứ không có ăn uống gì được rồi mất sức khỏe nữa. Thiếu máu. Vô mấy bịch máu. Hiện tại giờ máu đủ chưa em? Máu ổn định nè. Đó máu ổn định nên giờ mình gắng ăn vô đặng có sức khỏe mình tiếp tục mình động chi nha. Động chi rồi là em sẽ không còn đau nữa đâu. Vô như chiều ba bịch có bảo hiểm không chị? Ba bịch máu gì vậy? Vô ba bịch máu. Đó là những cái lời động viên của cái chị Bình ha, Nghĩa ha. Mình phải cố gắng ha, cố gắng ăn uống với lại tinh thần phải lạc quan. Cô Dung, hôm nay con tới đây á là lúc trước con có đăng tải trường hợp của Nghĩa thì được nhiều sự mến yêu của cô chú anh chị. Thì hôm nay con đại diện một số mạnh thường quân, con gửi cho Nghĩa một ít tiền ha cô ha. Dạ, cô với Nghĩa cùng nghe. Ở đây là con có thứ nhất là nhóm chị Nết ở Mỹ là 2.500.000. Thứ hai là chị Sang ở Bình Thạnh 1 triệu. Thứ ba là chị Tú Anh ở quận Gò Vấp 500.000. Thứ tư là chị Họ Lê ở Mỹ 150 USD là 3.750.000. Thứ năm là gia đình Kiều Hy Thi ở Mỹ 1 triệu. Và cuối cùng là chị Linh ở Canada là 3.3 triệu, là tổng số tiền là 12.050.000. Dạ cô giúp con, cô đếm giùm con ha. Chị đếm nha. Chị Bình đếm giùm em được ha. Dạ chị cầm 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 50 ngàn. Nhờ chị gửi lời cảm ơn mình. Em là mẹ của Nghĩa, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mẹ con em có số tiền để chữa bệnh tinh thần. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nghĩa thấy không? Anh chị cô chú Mạnh Thường Quân rất là thương hoàn cảnh của em mà đồng hành để mà giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình em. Cho nên là từ những cái tấm lòng của bà con cho nên là em phải cố gắng lên nha. Thật sự cố gắng lên nha Nghĩa ha. Cố gắng lên Nghĩa nha. Dạ con cũng xin cảm ơn những Mạnh Thường Quân, cô chú, anh chị đã giúp đỡ con được
cái số tiền để mình chữa bệnh, vì những cái tấm lòng của cô chú anh chị, con sẽ cố gắng ăn uống để có sức khỏe, điều trị bệnh tình mau hết bệnh để về nhà. Dạ rồi. Con bây giờ ha. Giỏi, thương. Vậy à. Giờ. Thôi. Được rồi, không có gì phải xúc động ha. Cố gắng lên. Đó là thay lời cảm ơn với mọi người nha. Ừ. Rồi thôi, em nghỉ ngơi nha. Hy vọng là lần sau chị gặp lại em mập ra được một xíu, tươi tắn mạnh mẽ ra được xíu nữa. Nghe nghĩa ha. Dạ. Ừ. Cảm ơn chị. Ừ. Thôi em chào chị nha. Dạ, giữ gìn sức khỏe, cố gắng lên chị. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Sao nghĩa sao thấy rầu dữ à? Dạ không. Nhớ con hả? Thôi à, ráng ha. Mình ráng khỏe lại mình mới về thăm con được. Dạ. Nghĩa xúc động quá cô chú anh chị. Nói tới bệnh nhưng mà Nghĩa rất là nhớ con. Chắc cả tháng rồi chưa gặp thằng Nghĩa ha. Từ lúc đi bên Chợ Rẫy tới giờ luôn ha. Khoảng thì đúng rồi, chắc là một tháng quá. Ờ đúng rồi, có rồi, khoảng nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng. À, cô Dung hôm qua có nói với con á, là cô nói là cô bác sĩ nói gì mà cô khóc tới lúc mà tới lúc tối cô đi cho con luôn á. Thì cô nói là nó giờ cũng như sức khỏe nó không có thì không thể đoạn được cái kim. Mình cũng phải ổ nghĩa phải sống chung với bệnh. Thì con nói thì lúc đó thì con mới xúc động. Nói vậy là không có cách nào cô chữa hả cô? Cô mới nói là không có cách nào, tại vì nó có cái sức khỏe mới là lên bàn phẫu thuật được. Còn bây giờ sức khỏe nó không có, hơn nữa là cái mạch nó không có luôn. Cái mạch mà tìm ven đó hả cô ha? Cái mạch nó để mà vô truyền nước thì có là mạch nó lặn hết, tại vô và nó phù. Nhưng mà giả sử có sức khỏe đúng rồi, mà nó làm được không còn mạch tay nữa thì bác sĩ sẽ lấy cái trên này. Không sao hết. Thì cổ không có giải thích nha chị, nhưng mà cổ nói nha, thì cái mạch nó không có thì chân là với cái sức khỏe không có thì không lên bàn phẫu thuật được. Thì phẫu thuật thì mà nó ra máu thì phải truyền máu, truyền nước biển, nhưng mà nó không có mạch thì không có phẫu thuật được, sức khỏe nó không có một phần nữa. Là có lúc mà cô nghe bác sĩ vậy là cô nghe cái phòng này luôn hả cô? Chân này đâu, ở ngoài chỗ đây nè, chỗ phòng mình tránh rồi. Bây giờ cô định tính sao, suy nghĩ sao về cái chân của Nghĩa? Thì cô cũng cầu mong là nó có được cái sức khỏe để có thể là bác sĩ sẽ đoạn cho nó để nó bớt không còn đau nữa. Dạ. Cô cũng nhân hy vọng được như vậy. Ừ. Rồi cái vấn đề kinh phí thì từ đó giờ bác sĩ có nói gì cô nữa không? Kinh phí thì bác sĩ không có nói. Chỉ là thì điều trị tới đâu thì tạm ứng tới đó. Còn khoảng tới nữa thì bác sĩ không có nói cho mình biết. Từ lúc cô vô bệnh viện tới giờ là cô đóng khoảng bao nhiêu tiền rồi? Tạm ứng 3 triệu. Mới có 3 triệu ha? Ừ, chưa nói thêm gì hết? Chưa. Dạ. Rồi bác sĩ cứ nói bây giờ là không có truyền nước được thì chuyển qua uống. Chuyển qua cho con Nghĩa nó uống. Rồi cô ở đây chăm sóc Nghĩa, cố gắng động viên Nghĩa cô ha? Rồi. Dạ. Thôi bây giờ thì con cũng xin phép cô nha. Con về trước. Dạ. Để con chào Nghĩa tiếng. Dạ. Này cô gắng nghe Nghĩa nha. Dạ. Anh cũng xin phép về trước nha. Dạ. Cảm ơn anh chị là cũng vô đây động viên. Thay mặt Mạnh Thường Quân vô gửi gắm gì cho em vậy. Cũng cảm ơn anh chị nhiều.
Rồi, không sao ha. Dạ. Anh xin phép nha. Hôm qua cô có điện con, cô nói tình hình cái chân của Nghĩa. Cô có thể nói kỹ lại giùm con được không? Dạ, cô cứ nói to bình thường đi ha, cô Dung. Mình cũng chia sẻ thôi mà. Bác sĩ có nói là có nghĩa nếu mà ăn uống được đầy đủ, có cái sức khỏe thì sẽ đoạn được cái chân cho nó. Nhưng mà bây giờ thì sức khỏe nó không có thì không thể đoạn được. Chứ không phải là bác sĩ lắc đầu hả cô? Không phải bác sĩ là không điều trị, nhưng mà lý do là sức khỏe nó không có, nó ăn ít là không có, không có sức khỏe. Dạ. Bác sĩ cũng có nói như vậy, nếu mà không có cái sức khỏe để lên bàn phẫu thuật thì phải chịu sống chung với bệnh. Là... phải chịu sống chung với bệnh là mình không thể đoạn được cái chân á. Đồng nghĩa phải sống chung với bệnh, thì khi bác sĩ vừa nói một cái câu đó thì cô đã xúc động. Rồi bác sĩ cũng khuyên bây giờ như ráng đi, chứ biết làm sao cũng muốn là đoạn cho nó, để cho mà nó hết, nó không còn cái đau nhức nữa. Có nhiều cô chú anh chị á, sau khi xem clip của Nghĩa thì có muốn Nghĩa là đi dùng thuốc nam. Nhưng mà theo cô thì đã vô bệnh viện này mà dùng thuốc nam gì nữa đúng không? Có thuốc nam rồi nhưng mà nó không tiến triển gì hết. Để em nhỏ sẽ nói cái việc đầu tiên của Nghĩa mà khi phát hiện ra cái ung thư xương. Có nghĩa là lúc trước là Nghĩa đi làm, xong rồi vô tình nó đau ngay chỗ đầu gối đúng không cô ha? Đúng rồi. Xong rồi cô mới đi báo thuốc nam. Đó là lúc chưa biết, chưa phát hiện ra. Đó, sau này là lên bệnh viện Chợ Rẫy người ta mới nói ra là biết là ung thư xương. Dạ, yeah, lúc đó là mới đi bệnh viện. Yeah, chứ không phải là nhiều cô chú anh chị không có coi từ đầu đến cuối á. Kêu là sao không đi đến bệnh viện sớm đi. Nhưng mà lúc trước là đó, Nghĩa đi làm là cũng bị nhói nhói nói rồi, bắt đầu mới đi bó thuốc đúng nam. Dạ. Khi bó thuốc nam là bó cái giò nó chợt té. Nó chợt té, nó bị chật cái khớp á, là người ta bó cái khớp chứ cũng chưa có biết là có cái một khối u. Dạ. Người ta bó cái khớp. Rồi mà khi bác sĩ nói đoạn á, có nghĩa là bác sĩ Chợ Rẫy nó đoạn, nhưng mà lúc đó Nghĩa còn đi đứng lại. Thì ai mà nằm trong cái tình thế đó là cũng không có muốn đoạn đi. Đúng rồi. Dạ. Đó, cho nên là em nhỏ sẽ giải thích cho anh chị hiểu nhiều hơn về trường hợp của Nghĩa. Là bây giờ là bác sĩ bệnh viện ung bướu là nói là nếu mà không có sức khỏe thì Nghĩa sẽ sống chung với cái chân. Sống chung với cái bệnh của nó, cái chân của nó. Dạ. Nhưng mà con nghĩ cô biết đó, là bác sĩ nói như vậy là cô biết cái điều gì không? Biết. Cô đã biết thì cô bác sĩ vừa nói với câu thì cô xúc động, cô mới khóc. Rồi bác sĩ nói dịu nó. Thôi bây giờ cô cứ gắng đi, động viên cho cháu. Miễn sao mà nó hãy miễn là nó ăn uống được, có cái sức khỏe. Dạ. Nói là phẫu thuật được. Nhưng bây giờ là mạch nó không có, nó vô nó biển là nó phù. Ngày hôm qua nguyên một cánh tay nó quá trời bự luôn đó. Mà nó phục hồi đúng chưa mẹ? Nó phục hồi mà. Là nó đau á cổ hàng nó. Nhưng mà không có ven để mà. Đúng rồi. Để mà rồi vô. Thì bắt đầu là rút kim ra là nước biển nó chảy theo cái mũi kim nó chảy ra, nó chảy từ đêm qua tới giờ là nó chảy, bữa nay là nó chảy khúc dưới này, trên này là còn chỗ bắp tay là nó ứ lại rồi nó chưa ra là có. Bây giờ cô cũng không biết tính làm sao, bây giờ cũng là đây thì bác sĩ điều trị tới đâu thì được tới đâu thì cô mừng tới đó. Còn không? Còn không nữa thì cô cũng chưa có biết được nữa. Nếu mà chuyện tốt á thì cô rất là mừng. Còn nếu mà xấu thì cô cũng rất là buồn. Thấy cô thương Nghĩa quá ha. Cô cũng mong làm những cái phép màu tốt để đến với Nghĩa đi. Dạ. Con cũng như cô chú anh chị đều mong như vậy. Tại vì con thấy cái chân của Nghĩa to quá. Mà dịch thì chảy ra hoài. Thì bác sĩ có nói là cho uống sẹt thì chỉ bác sĩ nói với nó thôi. Nhưng mà theo cô nghĩ có khả năng sẹt không? Không. Cô nghĩ là không bao giờ sẹt. Chỉ là đoạn cái chân nó ra thì nó hết cái khúc đó thôi.
tại vì bây giờ nó đã hoại tử, nó đã ăn ở trong rồi. Dạ. Tại vì cô có báo là nó bây giờ nó sắp ăn qua tỷ, cho nên là nó không có tạo được cái máu cho nó, và cho nên nó mất rất là nhiều máu. Tại bác sĩ nói với nó là máu nó đầy đủ, nhưng nói với cô là khác. Đúng rồi. Nói với cô là cái máu nó rất là thiếu. Nếu mà nói như vậy với nó thì nó suy sụp tinh thần. Là nói với nó là máu nó vẫn đầy đủ, nhưng chỉ có cái là sức khỏe nó còn yếu, là không thể phẫu thuật được. Còn nói với cô đó là cũng như là cái máu nó không có đủ máu, nó thiếu máu nhiều lắm, nhưng mà thật sự bây giờ là không có truyền máu cho nó được. Dạ. Cho nên là không nghĩa phải chịu. Thì cô cũng mong rằng là có cái nhiệm màu để đến với nó cho nó thật là tốt, mọi việc gì đều tốt hết đi, có thể phẫu thuật được cái chân cho nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Dạ, nói chung cô chú anh chị á, nói là khi mà đã vào cái khoa này á cô, là cũng mệt mỏi ạ. Con không phải nói điều xui, nhưng mà nhiều người họ có kinh nghiệm á, chứng kiến nhiều người ta biết. Cho nên là cô thôi bây giờ cái vấn đề quan trọng á là cô phải chăm sóc cho Nghĩa ha. Và cô phải giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi. Phải động viên Nghĩa. Nha, cô ha. Rồi cô bác sĩ nói cái gì riêng cô á, cô đừng để Nghĩa biết. Đúng rồi, cô không có nói. Dạ, cô mà để Nghĩa biết là suy sụp tinh thần liền. Cô không có nói, nhưng chỉ ra đây là cô nói vậy. Tại vì nó là máu nó thiếu rất nhiều. Mạch nó thì nó lặn, không có mạch để mà truyền nước, truyền máu. Mà khi mà đang ca phẫu thuật là phải truyền nước, truyền máu. Dạ. Nhưng mà trong khi đó thì nó không có mạch. Bác sĩ đã có nói với cô như vậy. Mình đi không nghĩa là bác sĩ nói khác. Cũng như là nói đừng có cho nó một cái gì khác nữa, đừng có cho nó buồn, đừng có cho nó suy nghĩ gì khác. Cũng là bác sĩ nói là cũng như cho nó lạc nó quan, nó có cái tinh thần. Còn ít phút cuối thì em nhỏ xin có thể nói tóm tắt lại những cái ý bác sĩ nói cho cô Dung là mẹ của Nghĩa. Thì theo như lời cô Dung thì bác sĩ nói là Nghĩa không thể đoạn chi lúc này, mà phải cần có sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì Nghĩa sẽ sống chung với cái chân như vậy. Đó là theo lời cô Dung nói. Máu của Nghĩa thì không có đủ để mà đoạn chi. Thì một lần nữa em nhỏ xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ Nghĩa trong cái đợt này. Em nhỏ cảm ơn rất là nhiều, và chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Thôi bây giờ em nhỏ sẽ kết thúc clip ở đây, và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ. Dạ. Đụng nhẹ mà cũng đau hả cô? Không có. Cái bàn kè mình dán nó dính nó. Chính cái dưới này là nó bự. Đó mình chỉ mới có phần nữa, còn ở dưới này nhỉ.